Chào anh em và chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Siwat Authentic. Chào chữ tín, sống chọn đam mê. Và em là Long Time. Bên em thì chuyên cung cấp những cái sản phẩm đồng hồ chính hãng được săn sale hoặc qua sử dụng với mức giá rất là tốt để anh em trải nghiệm chiếc đồng hồ có độ mới cao và mức giá rất là phải chăng, tiết kiệm được rất là nhiều tiền so với anh em mua mới và vẫn đảm bảo là chất lượng hàng chính hãng và độ mới còn rất là cao như thế này. Ngoài ra thì bên em cũng sẵn sàng thu mua những chiếc đồng hồ anh em không có nhu cầu sử dụng nữa, hỗ trợ anh em thu cũ đổi mới lên đời với nhiều option rất là tốt. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu anh em một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Hamilton rất là mới. Và nếu như mà anh em chưa biết thì Hamilton cùng phân khúc Basic Luxury với những cái chiếc đồng hồ như là Tissot đó, hay như là Hamilton, hay như là Mido. Tuy nhiên là Hamilton luôn mang trong mình những cái thiết kế và cái bộ máy thật sự là tuyệt vời. Nếu như anh em thích những cái phong cách khỏe khoắn, nó tự do phóng khoáng một chút thì Hamilton phải nói là một cái lựa chọn rất tuyệt vời. Anh em có thể thấy đây là một cái chiếc mà trong cái phân khúc khá là cao cấp của Hamilton, Hamilton Liberty. Hamilton thì vốn xuất thân từ đất nước Mỹ, nhưng mà bây giờ họ đã được mua lại bởi tập đoàn đồng hồ lớn nhất thế giới, đó là tập đoàn Swatch Group. Tuy nhiên là Hamilton vẫn đang mang trong mình những cái thiết kế rất là riêng. Nếu như Tissot thiên về sự cổ điển, thanh lịch, Mido thiên về những cái thiết kế mà hướng đến những cái kiến trúc công trình, kiến trúc nghệ thuật, thì Hamilton lại mang đến cho chúng ta cái vẻ rất là khỏe khoắn, trẻ trung. Đó là ba cái thương hiệu của tầm trung của nhà Swatch, Swatch Group đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu trước Hamilton Liberty ngày hôm nay. Em sẽ quay kỹ lại để cho anh em xem độ đẹp của chiếc này. Đó, bây giờ thì em sẽ lên cho nó vài cót tay, bởi vì chiếc này chúng ta đang để trong hộp nên là sẽ không có cót để chạy nhá. Và em sẽ rút núm ra nước ngoài cùng. Lúc này thì chức năng Hacking Second sẽ đứng lại và chúng ta có thể chỉnh giờ đến cái múi giờ mong muốn. Đây. Sau khi chỉnh giờ thì chúng ta ấn vào nấc phía trong, lúc này chúng ta sẽ chỉnh lịch cho đồng hồ. Đó, rất là đơn giản thế thôi. Chỉnh lịch, chỉnh giờ xong thì anh em nhớ bấm núm lại để đảm bảo chống nước cho đồng hồ nhé. Ở chiếc này chúng ta sẽ là một chiếc qua sử dụng lướt, tình trạng rất mới, rất đẹp. Anh em thấy không? Một chiếc này thì có lẽ là cái điểm lưu ý nhất của chiếc này ấy, mà anh em cần lưu ý đó là cái size của nó. Cái phần cây size của chiếc này là 42mm. Tuy nhiên là anh em có thể nhìn cái phần càng này, cái phần càng của chiếc này nó khá là dài. Thế là yêu cầu anh em có cổ tay phải thật sự là to thì đeo chiếc này mới đẹp được. Cụ thể là anh em phải tay cầm khoảng trên 16,5, 17 thì đeo chiếc này mới ổn được. Chút nữa thì em sẽ lên tay để cho anh em xem là chiếc này trên tay nó sẽ có cái form to như thế nào đó. Và anh em lưu ý là với đồng hồ ấy thì đa số là anh em bây giờ vẫn xác định cái size của đồng hồ bằng cái phần cây size, là cái phần đường kính của mặt đồng hồ này. 42mm nghĩa là đường kính của bề mặt đồng hồ là 42mm. Tuy nhiên ấy là anh em cũng phải để ý đến phần lắc tu lắc, nghĩa là phần càng nối dây này đến phần đồng hồ, sau đến càng bên này, nghĩa là cái đoạn này nó dài bao nhiêu và cái đoạn dài của nó có rộng hơn cái cổ tay của anh em không thì anh em mới đeo được nhá. Ví dụ là cái phần này, phần càng này nó phải không bị nhô ra giữa cái khoảng giữa hai tay của anh em như thế này thì đeo mới đẹp được, còn ở tay em nó bị nhô ra ngoài như là em sẽ không để đeo được chiếc này đó. Phía ngoài chúng ta sẽ lo có một lớp kính sapphire nguyên khối được làm rất là tinh tế và rất là trong trẻo, đẹp nhưng mà cũng thật sự là cứng để bảo vệ cho đồng hồ của chúng ta. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái mặt trải tia sunburst rất là mạnh, màu trắng bạc đến từ Hamilton, và các cái chi tiết trên đó thì chúng ta sẽ được mạ màu vàng hồng rất là tinh tế và đẹp mắt, và nó cũng tạo cho cái hiệu ứng cực kỳ sang trọng cho chiếc Hamilton này nữa. Một cái chiếc mà phân khúc thật sự cao cấp, phân khúc hai Liberty, anh em có thể thấy là cái logo của chiếc này nó khác hoàn toàn so với cả những cái Hamilton thông thường đó. Chúng ta sẽ có bộ kim lá được làm rất là tinh tế, bộ kim thật sự là sắc nhọn và được hoàn thiện với độ hoàn thiện cao, cùng với các cọc số sắc nhọn được hướng cái phần nhọn vào phía trong này đó, nó tạo ra cái hiệu ứng rất là tuyệt vời cho chiếc đồng hồ này mà chỉ riêng có trên chiếc Liberty của Hamilton này thôi. Góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo của phân khúc Liberty này, Hamilton này. Đối diện sẽ là dòng automatic và ô lịch lộc. Lịch lộc ở góc 6 giờ này thì anh em rất là ưa thích, bởi vì quan niệm là nó sẽ mang lại tài lộc cho chủ nhân, người sở hữu đồng hồ đó. Và chuyện Swiss Made ở đây. Phía ngoài cùng chúng ta sẽ là vạch outring, vạch chưa phút, và có số từ 5 đến 60 để anh em dễ xem giờ.
Và bây giờ thì chúng ta có thể thấy là cái vạch outlink này nó khá là đặc biệt. Cái vạch outlink này nó giống như là cái đường ray xe lửa, anh thấy không? Tất nhiên rồi, bởi vì là Hamilton ấy là một trong những cái hãng đồng hồ rất là nổi tiếng và lâu đời ở Mỹ. Và ở Mỹ từ cái thời thế kỷ thứ 17 đến 19 thì cái nước Mỹ họ rất là, cái bản đồ của họ rất là dài. Thế nên là cái phương tiện vận chuyển duy nhất giữa hai bờ Bắc Nam của Mỹ để vận chuyển hữu hiệu nhất lúc đó là xe lửa. Nhưng mà khi đó thì họ chưa có một cái thiết bị đếm giờ chính xác để những cái người lái xe lửa họ căn đúng giờ để không tránh được những cái va chạm tai nạn. Thì lúc đó thì Hamilton đã nổi lên như một cái thương hiệu hàng đầu của nước Mỹ, đưa ra những cái giải pháp, những cái chiếc đồng hồ chạy cực kỳ chính xác. Và đến bây giờ thì họ vẫn nâng niu, họ vẫn trân trọng những cái quá khứ hào hùng của mình, đưa những cái chi tiết đó lên mặt dial rất là tuyệt vời. Đó, dial của chúng ta thì đẹp như vậy, còn phía ngoài chúng ta sẽ có một cái phần bezel được hoàn thiện bóng, và những cái phần tay càng này được hoàn thiện trải xước rất là khỏe khoắn. Chiếc này chúng ta thì trên tay phải nói là thật sự là khỏe khoắn, và nó sẽ là một chiếc đa dụng, đồng hồ đa dụng tuyệt vời anh em tay to, phù hợp với cả những bộ áo sơ mi hay là những trang phục thường ngày, đeo đều rất là khỏe khoắn và thanh lịch. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái núm có chữ H, có logo của Hamilton này, nhưng khiến anh em giúp dễ dàng lên cót và chỉnh giờ cho đồng hồ. Ở phần càng này chúng ta sẽ hoàn thiện trải xước, tuy nhiên là vẫn sẽ có những cái đường diamond cut này rất là tinh tế, tạo cái hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt tương phản khi mà có ánh sáng đi qua đó. Và một cái sự tuyệt vời nữa đến từ cái chiếc này ấy, mà em nghĩ là trong phân khúc nó không có đối thủ, đó chính là cái bộ máy caliber H10 được trang bị trên chiếc Hamilton Liberty này. Nó sẽ là một cái bộ máy mới nhất đến từ Hamilton, được nhà Swatch Group rất là ưu ái cho dòng sản phẩm này của Hamilton. Bộ máy được đánh vân tinh tế, đặc sắc và tỉ mỉ, độ hoàn thiện cực kỳ cao. Anh em có thể thử so sánh bộ máy này với bộ máy của những cái thương hiệu lớn hơn như là Longines. Độ hoàn thiện vân contact the Geneva, vân xoáy và những cái chi tiết máy được hoàn thiện với chi tiết cực kỳ sắc sảo. Logo cái quả văng thì có vân sọc này và có phần chữ H cách điệu ở đây, dòng chữ Hamilton. Bộ máy này của ta sẽ sử dụng 25 chân kính, hoạt động trên tần số dao động là 21.600 VPH và tích cóp đến 80 giờ. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ được base trên máy ETA C07.811, rất tuyệt vời. Đây là một bộ máy rất cao cấp, rất là ngon, cao cấp hơn bộ máy C07.111 của trên chiếc Tissot Powermatic 80 em nhé. Ngoài ra thì chúng ta có thể quan sát được bộ cân bằng nó hoạt động liên hồi ở đây. Đó, đánh vân phải nói là tỉ mỉ và đẹp mắt. Đầy đủ thông tin, nếu anh em nhìn kỹ hơn thì có thể thấy là đầy đủ thông tin của đến từ ETA ở phía trong này. Đó, chúng ta sẽ có vài thông tin nấp đáy như là mã của đồng hồ H242.150, chống nước ở 53, tương đương với 50 m, thoải mái sử dụng trong những hoạt động thường ngày em nhé. Đó, kính sapphire crystal và sweet matte rất là tuyệt vời. Và một cái điều nữa em thích nữa ở cái chiếc này ấy, đó chính là cái bộ khóa này. Bộ khóa cực kỳ chắc chắn, anh em thấy không? Bộ khóa đúc đặc này, rất dày, rất chắc chắn, rất đẹp. Và đây là một cái bộ khóa chống gập dấu dây cực kỳ thanh lịch. Em sẽ sử dụng nó cho anh em xem. Chúng ta sẽ ướm cái phần dây này vừa với cổ tay chúng ta nhé, và sẽ để nó vào phần cài này, sau đó thì cho vào tay và ấn nó vào như này, anh em thấy không? Cái phần dây thừa ấy sẽ được đưa vào đây, nó ôm theo cổ tay của anh em này, không hề có một con đỉa nào cả, không hề có phần dây thừa lòng thòng ra. Trên tay rất là đẹp, rất là sang trọng, rất là tỏa sáng. Đó, những khóa chống gập dấu rơi như này thì thực sự là trên chiếc flagship cao cấp thì mới thường có. Đó, cổ tay của em 15,5 là một cổ tay nhỏ so với người của Việt Nam, nên là đeo chiếc này nó hơi không vừa một chút. Lưu ý là anh em phải cổ tay to hơn em khá là nhiều, tay khoảng 16,5 trở lên, 17,5, 18, đeo rất đẹp. Đó, trên tay thanh lịch, khỏe khoắn, trẻ trung, một chiếc đồng hồ đa dụng tuyệt vời. Bộ máy chất lượng hoàn thiện cực kỳ cao. Anh em có nhu cầu đừng quên liên hệ với em với số Zalo 0973 816172, hoặc gọi cho một số hotline là 0828 91522. Chiếc Hamilton Liberty này em đã có một chiếc duy nhất siêu lướt, cam kết hàng chính hãng 100%, có bảo hành 2 năm cùng hỗ trợ bảo hành trọn đời cho anh em chơi. Trên đây giao lưu lại mức giá là 13.800.000. Anh em có nhu cầu đừng quên là liên hệ với em để lên tay trực tiếp tại Swatch thành phố Thái Nguyên, hoặc em có thể ship COD đến tận nhà anh em kiểm tra
nhận hàng, thanh toán khi mà anh em chốt chuyển khoản hàng chuyển cọc nhé. Cảm ơn anh theo dõi video, nhớ bấm đăng ký màu đỏ phía dưới video, bấm một cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ một cái sản phẩm của bên em cả. Xin chào và hẹn gặp lại.